Xin chào các ông nhá. Hôm nay thì Mạnh Phát đang giới thiệu đến mọi người một cái sản phẩm mái che của xe ba bánh, có thể lắp được cho cả Goza và xe này. Cái mái này thì nó sẽ cải tiến hơn những cái máy khác nhá. Đó là cái form của nó cứng hơn này. Đấy, nó có thêm những cái chắn bên ngoài và nó có thêm cái tấm che bên này. Cái này chúng ta có thể tháo lắp rất là dễ dàng này. Đây. Rồi, đi vào này. Nếu mà mọi người mà không thích cái này thì mọi người có thể tháo ra nhá. Đây, Mạnh Phát sẽ tháo mẫu này. Tháo một bên để cho các bác nhìn cho dễ. Đấy. Rất là tiện, là giá đây là cháu lấy hộ thôi, mọi người lên mạng đặt cái này nó khoảng 400. Đây đấy, nhưng mà tháo ra thì cái này nó cũng đã đủ che mưa che nắng rồi nhá mọi người nhá, vừa có thể để được 3 chỗ và thể 2 chỗ luôn. Đây, để Mạnh Phát gập vào đã. Đây, anh đây là ví dụ nhá, Mạnh Phát đang để 3 chỗ ngồi đúng không ạ, bắt trụ về một chỗ này. Đây, một chỗ nó như này. Đấy, ví dụ Mạnh Phát ngồi lên đây. Đây, mọi người quan sát nhé. Đấy. Cái này á, mưa thì chúng ta che vào. Đây, anh sẽ quay gần này. Đấy, nắng thì chúng ta tháo ra. Đấy, tháo ra, bụi thì chúng ta che lên. Đấy, nó đều có rãnh của nó hết và đều có ốc hết này. Mọi người nhìn này. Đây. Đấy, rất là tiện nha. Mình sẽ bật khóa và đi thử cho mọi người xem nhé. Đây, nói chung là dùng rất là hợp lý ấy. Cái này dùng hợp lý mà. Mạnh Phát thấy hợp lý lắm. Đây, mọi người nhìn này. Đây, cua này, đi thử nha. À, tất nhiên là nó sẽ bị lắc bởi vì là nó sẽ đi theo xe mà. Nó sẽ cua theo xe mà, nhưng mà chả ảnh hưởng gì cả. Rất là chắc chắn, cái này chắc hơn những cái trước rất là nhiều đấy ạ. Mà giá nó lại rất là hợp lý nữa. Chỉ có 400 nghìn cái mái che này, cháu nghĩ là các bác, các chú là có nên mua thêm. Đây, ví dụ như bên này, chúng ta tháo ra như này. Đấy, để đi lên. Mưa chúng ta lắp vào. Đấy, thôi thì quấn gọn vào đây. Quấn gọn vào đây, thiết kế cái dây này buộc vào, ví dụ thế. Bên này cũng vậy, để gọn vào đây. Đấy. Thì nó cũng vậy. Không thì tháo hẳn ra cũng được, mọi người tháo ra thì giống bên này. Vì cái này nó có thêm cái phần này nó che này, nó cũng đỡ mưa đỡ nắng rất là nhiều đây. Đấy. Với mức giá là 400 nghìn mà chúng ta có thể một cái mái che đơn giản, tháo lắp rất là dễ dàng. Để cho một chiếc xe đây tháo ra sẽ như này nha mọi người nhá. Đây, đây tháo ra nó như này. Đấy, mình chỉ gập vào thôi. Gập vào này thôi, rất là đơn giản đúng không ạ? Rất là đơn giản thôi. Đấy, rất là tiện. Đây. Cháu mua thì là mua hộ các bác thôi. Mua hộ thôi chứ không có gì cả. Thì bác nào cần thì cháu mua hộ. Còn nếu bác nào không thích cái màu này, vì nhà này chỉ có mỗi màu này, thì mọi người có thể là đặt lên mạng, lên Shopee ấy, lên Lazada ấy. Mọi người tự đặt được mà. Mọi người tự đặt được cái này mà. Cái này đơn giản không. Nhưng mà nhiều các bác, các chú là cháu bán xe ba bánh thì cháu biết là các bác, các chú là không sành sỏi về Shopee với Lazada thì cháu sẽ hỗ trợ đặt về cho các bác. Còn những nhà nào mà anh chị, mà, thanh niên mà mua hộ cho bố mẹ hay là ông bà ấy, thì mọi người cũng thể là đặt cho ông bà được. Đúng không ạ? Nó cũng có nhiều biến thể lắm. Nhưng mà cháu thấy cái này nó hợp lý, giá tiền vừa phải. Rồi nó lại có cả cái che bên này nữa. Nó khá là cứng cáp, cháu thấy cái này nó phù hợp. Đấy thì các bác, các chú thì có thể dùng cái này cũng được, cũng rất là ok nhá. Đấy. Thì mọi người có nhu cầu về xe ba bánh các mẫu thì sẽ alo cho Mạnh Phát qua số điện thoại là 085 993 1111. Cháu nhắc lại này, 085 993 1111 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ạ.